Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 444 của Chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Chi Lê đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Và mình cũng rất là xin lỗi bạn, tại vì cái donate này của bạn mình đã để tin nhắn nó trôi mất ấy. Cho nên là bây giờ mình có thể cảm ơn bạn được. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 1484, Đan Vương. Từ vừa mới khi luyện đan, phù giang thần đối với Trương Huyền đã sinh ra khâm phục nồng đậm. Hắn có thể nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu luyện đan đến cái loại tình trạng đó thì làm sao có thể hại mình được. Vậy cho nên, biết gió không chống cự sẽ có sự nguy hiểm, nhưng nghiến răng nhận. Châm bạc đi vào bên trong huyệt đạo, từng đạo chân khí tràn vào bên trong cơ thể hắn. Trước đó là bởi vì đan độc mà kinh mạch bế tắc, dưới lực lượng đó trùng kích, trong nháy mắt lại muốn nổ tung. Chân khí bị giam cầm trong cơ thể bỗng nhiên lại được dâng cao, tựa như hồng lưu phá tan đê đập. Lực lượng sinh mệnh và trình độ tinh thuần của chân khí, thời gian trong nháy mắt phát sinh ra thuế biến nghiêng trời lệch đất, khí chất của cả người tăng lên được một tầng, bước ra một bước cuối. Như thế, cứ như vậy mà đột phá sao? Phủ Giang Thần cũng ngẩn ngơ. Ràng buộc của ta quấy nhiễu rất nhiều năm, tại sao bây giờ lại được phá giải như vậy? Sự tình Linh Lung Tiên Tử cũng không thể nào giải quyết, mà vị trước mắt này nhẹ nhõm hoàn thành. Đã qua hơn 20 tức, đừng có do dự nữa, mau chóng tăng lên nhiệt độ đi. Thấy hắn bắt đầu ngây ra, Trương Huyền vội vã quát. Chân khí trong cơ thể đối phương toàn lực phát ra, chỉ có thể kiên trì được 30 hô hấp. Xúc thế, đột phá, tổng cộng phải tiêu phí 20 hô hấp. Lại không nhanh một chút, một khi chân khí tiêu hao hầu như không còn gì, nhiệt độ không đến yêu cầu, lần này luyện đan triệt để thất bại. Bởi vì không để thần vương thảo vào, coi như thất bại cũng chỉ lãng phí một nồi dược liệu phổ thông. Nhưng mà Trương Huyền không có quá nhiều thời gian. Luyện chế 107 loại thuốc đã tiêu phí gần 2 canh giờ của hắn. Lần nữa tìm tới dược liệu, đợi thể lực của đối phương khôi phục lại mà bây giờ luyện chế lại cũng không kịp. Trở về cạnh tranh danh ngạch đi vào bên trong linh thần cung, chắc chắn món ăn cũng đã nguội lạnh. Vậy cho nên nhất định phải thành công ngay lập tức, không thể nào thất bại được. Phù Giang Thần nghiến rằng, tuy rằng đột phá đến thần vương đỉnh phong nhưng mà không kịp tu luyện, số lượng chân khí trong cơ thể của hắn không tăng lên quá nhiều, vậy cho nên lúc này chỉ có thể kiên trì được 10 hô hấp nữa. Mặc dù không biết đối phương để cho mình tăng lên nhiệt độ với mục đích gì, nhưng bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Chân khí trở nên tinh thuần, điên cuồng tràn vào bên trong. Hỏa diễm dưới lô đỉnh quả nhiên đã trở nên càng thêm hùng mãnh và chói mắt. Nhiệt độ vốn cầm cự lần nữa lại nhún nhảy. Lại thêm 5 hô hấp nữa, trên đầu hắn toát ra đầy mồ hôi. Phù Giang Thần quay đầu. Ta đã lại tới cực hạn rồi, nhiệt độ hỏa diễm không cách nào có thể đề cao thêm được nữa. Cho dù tu vi thực sự là đột phá, nhưng mà vẫn không thể nào củng cố ngay bây giờ. Nhiệt độ tăng lên chắc chắn là có hạn. Nếu như lại không đạt tới nữa, vậy thì thực sự chẳng còn biện pháp nào. Nhiệt độ đủ rồi, tiếp tục duy trì đi. Còn mắt Trương Huyền hơi có chút ửng hồng. Không hổ là một loại uống thuốc đột phá, nội tình quá kém. Vốn cho rằng chỉ cần đột phá đến thần vương đỉnh phong, nhiệt độ hỏa diễm lại có thể dễ dàng tới, thậm chí vượt qua. Không nghĩ tới, nhiệt độ vừa đột phá điểm giới hạn. Loại điểm giới hạn đó tương đương với nhiệt độ thấp nhất có thể hòa tan thần vương thảo. Vốn lại còn cho rằng đan dược hoàn toàn đã có thể thành công. Giờ khắc này, hắn xem ra chỉ là 5 năm mà thôi. Mặc kệ đi. Biết không thể nào do dự, Trương Huyền cắn chặt răng. Hắn lấy thần vương thảo ra bên ngoài. Bàn tay giương lên, 4 cây dược vật bị hắn chuyển vào bên trong chân khí thiên nhược hữu tình, đồng thời ném vào bên trong lô đỉnh. Chân khí vừa tiếp xúc với dược dịch, lập tức bị thiêu đốt. Nhiệt độ vừa rồi đi đến điểm giới hạn, lần nữa tăng lên được một chút. Thần vương thảo chắc chắn không gì sánh bằng, lập tức được hòa tan, cùng với dược dịch trước đó hoàn mỹ dung hợp. 3 hô hấp, 2 hô hấp. Mau nhanh lên một chút. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Thần vương thảo coi như được hòa tan, có thể cùng trước đó dược dịch hoàn mỹ dung hợp. Vẫn cần phải có rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, cách đó không xa, Phù Giang Thần rõ ràng không kiên trì được.
một hô hấp. Thực sự xin lỗi, ta thực sự không xong rồi. Sắc mặt Phù Giang Thần trắng nhợt, thân thể giống như là sợi bún, té ngã trên mặt đất. Chân khí trong cơ thể đã tiêu hao một giọt không còn dư thừa. Mất đi lực lượng của thần vương đỉnh phong gia trì, hỏa diễm lập tức dập tắt, nhiệt độ trong lô đỉnh cũng bắt đầu co rút lại. Thần vương thảo và dược dịch dung hợp cũng lại đến một bước cuối cùng. Trong nháy mắt, lực lượng biến mất đó triệt để hoàn thành. Tiếng nổ đất rung núi chuyển vang lên, bốn viên đan dược thẳng tắp từ bên trong lô đỉnh bay ra bên ngoài, bắn lên trên bầu trời. Thần vương phá chướng đan, hoàn thành. Ta không có lực lượng khống chế được đan lô, đuổi bắt đan dược. Nhìn dược vật cứ như vậy lao ra khỏi lô đỉnh, Phủ Giang Thần đã vui vẻ nhưng lại khó chịu. Hắn cao hứng đó vì thời khắc cuối cùng giống như là xe bị tuột xích, vẫn luyện ra được dược vật. Nhưng khó chịu là đan dược đến cái loại cấp bậc này, nó đã nắm giữ linh trí thuộc về riêng mình. Không mau chóng bắt lấy, loại bỏ đi linh trí, nó sẽ vô cùng có khả năng luyện chế không hề thu hoạch được một hạt nào, làm công vô dụng. Tu vi của Trương Huyền chỉ có thiên thần thượng phẩm, nhưng mà đan dược trước mắt, mặc dù không đến thần vương, nhưng nó không hề thua kém. Bốn cái liên hợp, bản thân không đột phá, muốn nắm lấy cũng lại chẳng dễ dàng như vậy. Huống chi giờ phút này, lực lượng trong cơ thể một giọt không dư thừa. Nói cách khác, tuy rằng thành công luyện chế đan dược, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn dược vật bay đi mất. Cuối cùng cái gì lại cũng chẳng chiếm được. Giống như tưởng tượng, sau khi những đan dược này phá tan lô đỉnh, lập tức phá tan phong ấn, bay lên trên trời. Tại sao lại ít như vậy? Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo hắn tính toán, bốn thần vương thảo phối hợp với thủ pháp luyện đan tinh chuẩn như vậy, ít nhất có thể luyện chế ra được 10 viên. Không nghĩ tới, chỉ xuất hiện có 4 viên. Bất quá lúc này không phải là thời điểm để tính toán. Lông mày dương lên, người đã xuất hiện trên không trung. Trường kiếm xuất hiện, chỉ vào không trung. Vô số kiếm ý, tùy ý bắn ra. Ở trên không trung tạo ra một cái lưới đánh cá rất lớn. Tâm tự song tỳ võng, trung hữu thiên thiên kết. Biết những đan dược này rất lợi hại, Trương Huyền vừa ra tay là kiếm pháp cường hãn nhất. Ban đầu bên trong thượng thương lĩnh ngộ ra kiếm pháp vượt qua thiên đạo, đến thần giới hắn có một chút thay đổi, phối hợp với trường kiếm thần vương, rậm rạp và chằng chịt, bao phủ toàn bộ bốn phía. Tuy rằng khe hở của lưới đánh cá này rất lớn, nhưng mà lực lượng đụng đến sẽ tự động co rút lại. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà rất khó lọt. Đan dược bị kiếm khí bao phủ, không cách nào có thể tránh thoát. Trong nháy mắt bị xóa sạch linh tính, thu vào bên trong hộp ngọc. Tốt rồi. Nắm lấy đan dược chạy trốn, Trương Huyền thở ra một hơi. Vừa định nói gì, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Trong lò lại có thêm một viên đan dược nữa bắn ra. Thời gian nháy mắt xông vào mây xanh, hóa ra một điểm đen, muốn biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, lại còn một viên đan vương. Đồng tử Trương Huyền co rút. Dưới tình huống bình thường, luyện chế đan dược cùng một lò, dược hiệu tạo ra thành đan dược không thua kém, nhưng mà cũng phải có ngoại lệ. Cũng giống như lần này, thời gian hỏa diễm đến nhiệt độ cần phải có quá ngắn, thần vương thảo lại quá nhiều, cộng thêm lực lượng của Phù Giang Thần tiêu hao chẳng còn gì, dược vật tinh hoa nhất chưa kịp bình quân phân phối, như vậy mà tạo ra thành một viên đan vương dược hiệu mạnh nhất. Dược tính của viên đan dược này chắc chắn là gấp bội so với những đan dược khác, bàn về lực lượng của nó mà nói, nó đã có thể so với thần vương. Hết chương. Chương 4185, Bách Diệp Thanh Hồng. Khó trách, hắn vẫn cảm thấy ít nhất có thể luyện chế ra được hơn 10 viên, nhưng cuối cùng lại chỉ xuất hiện có 4 viên. Nguyên lai dược lực còn lại đã tập trung hết vào bên trong viên đan vương đó. Không chỉ là như vậy, đan vương này linh tính rất mạnh, nắm giữ trí tuệ có thể so sánh với nhân loại. Vừa tới thời điểm những đan dược khác được lao ra, thì tên này trốn bên trong lô đỉnh, làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Sau đó, thừa dịp Trương Huyền bắt những dược vật khác, tâm cảnh buông lỏng, nó lại chạy thoát ra ngoài. Thời cơ, kiên nhẫn, nắm bắt rất tốt. Mà một khi thành công, tương đương với lần luyện đan này, tuy rằng hoàn thành, lại mất đi một vật chân quý nhất. Ngươi trốn được sao? Không nghĩ tới bị một viên đan dược trêu đùa, bàn chân Trương Huyền lơ lửng một bước, chân khí trong cơ thể bắn ra. Không khí khuấy động ra gợn sóng, cả người thẳng tắp vọt tới. Hồng Trần Đạp Thiên Bộ bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tốc độ đan dược rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Hả? Thiên thần thượng phẩm đỉnh phong mà có thể bay được sao? Lại đến lượt Phù Giang Thần trợn tròn con mắt. Thần vương mới có thể phi hành, đây là một định luật không thể nào sửa đổi của thần giới.
Vị trước mắt này, sức chiến đấu của hắn có thể so với thần vương, thôi thì ta không nói. Bây giờ ngươi lại còn bay lên, tốc độ không hề thua kém. Tại sao lại làm được vậy? Trong lúc nhất thời, Phủ Giang Thần nghi ngờ có phải là do mình nhìn nhầm không? Đan vương chạy trốn cũng không nghĩ tới, vị này chỉ là thiên thần thượng phẩm, không chỉ là biết bay mà còn bay nhanh như vậy. Thấy chẳng mấy chốc hắn sẽ đuổi kịp, lại không thể nào chạy trốn. Chợt xoay người, nhẹ nhàng khẽ động, huyễn hóa ra một thanh niên sắc mặt dữ tợn, một chưởng đập tới. Biến động bất ngờ, lực lượng tung hoành. Viên đan dược này trưởng khống lực lượng, vậy mà đạt tới thần vương cảnh, không hề yếu hơn Phù Giang Thần. Vẻ mặt Trương Huyền cực kỳ khó coi, hắn ngưng lại, tránh thoát đi công kích. Cùng thời khắc đó, trường kiếm trong tay nghênh đón tiếp lấy. Tuy rằng chân khí thiên đạo trong cơ thể đã bị khí thể màu xám tiêu hao rất sạch sẽ, nhưng mà thông qua vừa rồi phi hành, hắn phát hiện ra sức chiến đấu của mình không những không hạ thấp, mà ngược lại, càng thêm cường đại. Chỉ là số lượng chân khí quá ít mà không thể nào giống như trước đây, tùy ý chiến đấu mà không cần phải lo lắng bị hao hết. Vậy cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không riêng gì vấn đề chân khí trong cơ thể, quan trọng hơn nữa đó chính là viên đan vương này chạy trốn, gây ra động tĩnh thực sự là rất lớn. Ngắn ngủi có vài hơi thở, đã có mấy chục đạo thần thức dò xét. Không mau chóng một chút giải quyết đi, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Xuân Tam Đáo Tử, Tỳ Phương Tấn, Trá Cự Thành Hôi, Lệ Thủy Kiên. Thiên thần cảnh lĩnh ngộ ra kiếm chiêu kiếm ý ầm ầm xuất hiện, kiếm khí bắn ra bên ngoài, giống như bó đuốc đang thiêu đốt, cũng giống như là xuân tầm, trước khi chết phun ra một tia tơ tầm cuối cùng, mang theo ảo diệu và vô tận, trong tích tắc đi vào bên trong trước mặt đan vương, trói chặt chẽ nó, cực kỳ vững vàng. Đan vương sửng sốt, tràn đầy khó tin. Thần vương cùng với thiên thần chênh lệch tựa như hai loại sinh mệnh, không thể nào bên trong mà tính, vốn cho rằng chỉ cần mình quay đầu, dùng hết toàn lực nhất định nó có thể nhẹ nhõm chém giết được, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ tới, một chiêu lại không thể nào thi triển xong xuôi, liền đã bị phong bế. Thiên thần thượng phẩm mà mạnh mẽ như vậy sao? Thu. Biết chân khí của mình không thể nào kiên trì được bao lâu, vừa rồi toàn lực phi hành, thi triển ra hai chiêu kiếm pháp, tiêu hao không ít. Hắn không muốn phí lời, kiếm pháp hình thành dây thừng bỗng nhiên nắm chặt. Đan vương hét lên một tiếng. Thân thể thu nhỏ, lần nữa biến lại trở thành một viên đan dược, linh tính biến mất. Bắt được nó, lúc này Trương Huyền mới thở ra. Trường kiếm bắt đầu run lên, kiếm khí bao phủ đan dược thẳng tắp bay tới. Vừa định đưa tay ra bắt, thân thể đột nhiên cảm thấy cứng đơ. Đan vương bay tới lại dừng ở trên không, ngay cả chân khí trong cơ thể hắn cũng có một chút không nghe theo sai khiến, không động đậy được nữa. Chuyện gì vậy? Đồng tử co rút, ngay sau đó hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đạp ở trên không khí từ đằng xa, từng bước đi tới. Tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng bóp một cái, đan vương bị kiếm khí bao phủ đã bị nàng nắm trong đầu ngón tay. Vị bằng hữu này, viên đan dược đó chính là ta tiêu phí vô số mà luyện chế được ra. Nó vừa mới chạy mất. Cảm ơn ngươi đã giúp ta bắt được. Vô cùng cảm kích. Nữ tử khẽ mỉm cười. Tinh thần khẽ động, chân khí trong cơ thể theo huyệt đạo nổ tung. Lực lượng cầm cố lại mình đã triệt để tiêu tán. Trường Huyền híp mắt lại. Đan vương lại còn dinh dáng đến làm cho người ta đột phá thần vương. Sức hấp dẫn của nó thực sự là quá lớn. Vừa rồi vẫn phải rất lo lắng sẽ có người nào đó chạy tới đây chen tay. Không nghĩ tới, thực sự đúng là đã xuất hiện. Cướp đồ vật của người khác mà còn ăn nói hùng hồn. Không hổ là thần giới, không quy tắc. Tất cả lấy năm đấm nói chuyện. Không tệ, không tệ. Lông mày nữ tử nâng lên, cổ tay rung rung. Có một viên ngọc phù xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đây chính là tín phù của ta. Người giúp ta lấy lại được đan dược, không thể nào để cho người giúp không. Dựa vào thứ này, có thể đi thanh thảo hiên, tùy ý lựa chọn sử dụng một bộ công pháp tu luyện, xem như là thù lao. Ngọc phù nhẹ nhàng vụt qua, chậm chạp bay tới. Thanh thảo hiên? Ngươi là cường đoạt sao? Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch ra một cái, ngọc phù lập tức vỡ cho tan tành thành hai mảnh. Trương Huyền nhìn qua, híp mắt lại. Muốn cướp đồ vật của ta, ngươi có biết được kết quả không? Đối phương cầm cố lại mình, đoạt đan dược ngược lại thì thôi, vậy mà ngươi lại còn nói thẳng đó là của mình, quả thực không biết xấu hổ cực hạn. Cướp đồ vật của ngươi? Viên đan dược này chính là ta tiêu phí vô số cái mà luyện chế mà thành. Lấy một thiên thần thượng phẩm đỉnh phong nho nhỏ như ngươi, làm sao có thể luyện chế? Có năng lực luyện chế ra sao? Nữ tử cười lạnh, vung ống tay áo. Đừng có nói đùa,
Ta tự nhiên không cách nào có thể luyện chế. Viên đan dược này chính là do Phù Giang Thần Đại Sư luyện chế thành. Ta cung cấp dược vật và thủ pháp luyện chế. Vừa mới luyện thành đã bị nó chạy trốn. Bây giờ ta mới đuổi tới. Người nói là do người luyện chế. Vậy người có biết viên đan dược này có loại dược hiệu gì mà luyện chế được thành? Và nó đã trải qua những trình tự nào hay không? Trương Huyền nói. Phù Giang Thần sao? Nữ tử lại cười nhạo. Xem ra người cũng biết là hắn luyện. Dược vật này chính là ta ủy thác hắn luyện chế. Hơn nữa, cấp cho hắn tất cả dược liệu. Tại sao trong chớp mắt lại biến thành của ngươi? Lời của một người không thể nào nói lung tung. Như thế này đi, ta cũng lại chẳng muốn bắt nạt ngươi làm gì. Hiện tại để cho hắn tới chứng minh một chút, viên đan dược này đến tổ cùng là của ai? Nữ tử nói xong, cúi đầu nhìn về phía một phương hướng. Phù Giang Thần, còn không mau đi tới. Âm thanh như là một đạo chỉ khí, cấp tốc chuyển xuống. Trương Huyền không lên tiếng, híp mắt lại. Mặc dù bốn phía không có những người khác, nhưng mà chừng mấy chục đạo thần thức, nữ nhân này vừa mở miệng lại nói rằng là của mình. Mục đích chỉ có một, chiếm cứ đại nghĩa, chiếm đàn vương làm của riêng. Nếu như không, truyền ra bên ngoài, danh khí đúng là không dễ nghe. Chỉ từ điểm đó, cũng vẫn có thể thấy được, vị trước mắt này nhất định bên trong Linh Lung Hoàng Thành này, địa vị không thấp. Cướp đan dược của ta, mà ăn nói hùng hồn, mặt người cũng không hề đỏ. Vậy không biết, ngươi lại xưng hô thế nào? Trương Huyền hừ một cái, sau đó hỏi. Ngươi có thể biết được Thanh Thảo Hiên mà không biết ta sao? Nữ tử không hề tức giận, nhàn nhạt nhìn qua, cười một tiếng. Bản tọa, Bách Diệp Thanh Hồng. Bách Diệp Thanh Hồng? Trương Huyền sầm mặt. Thần Vương Phong Hào. Hết chương. Chương 4186, Thiên Đạo Chi Thư tái hiện. Đi vào bên trong Linh Lung Hoàng Thành, liền hỏi thăm, hộ vệ phụ trách truyền tống trận rất rõ ràng. Biết được trong thành này trừ Linh Lung Tiên Tử ra, thì hai vị thần vương phong hào mạnh nhất, theo thứ tự chính là Thượng Quan Vân Uyển và Bách Diệp Thanh Hồng. Hai người này thực lực là tương đương, lại chiếm thế một phương, trưởng khống cả một phương thiên địa. Bởi vì mỹ lệ, môn hạ hội tụ không biết là bao nhiêu vị cường giả. Vốn cho rằng gia hỏa không biết xấu hổ, ngang nhiên cướp đoạt như vậy, chỉ là một cường giả thần vương đỉnh cao. Không nghĩ tới, lại chính là một vị trong đó. Một viên đan dược đại biểu cho một vị cường giả thần vương. Đan vương càng lớn, chỉ cần vận dụng tốt, chỉ ít có thể để cho môn hạ nhiều ra bốn vị thần vương trở lên. Khó trách, chờ chẽn nói ra lời như vậy. Cho dù là thần vương phong hào, ở trước ích lợi rất lớn cũng không thể nào ngoại lệ. Thấy hắn có vẻ biết thân phận, hai tay Bách Diệp Thanh Hồng chắp sau lưng, tựa như nữ vương, không hề nói chuyện thêm, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới. Ngay sau đó nhìn thấy Phủ Giang Thần tràn đầy hư nhược lắc lư bay lên, đi tới trước mặt. Tuy rằng lực lượng của hắn tiêu hao hầu như chẳng còn gì, nhưng mà trên người có rất nhiều đan dược. Vừa rồi, cố gắng nuốt vào một viên, bây giờ đã miễn cưỡng có thể phi hành. Phù Giang Thần gặp qua Bách Diệp Thần Vương Phong Hào. Ôm quyền khom người, không dám một chút nào sơ hở. Bách Diệp Thanh Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như người đã tới, vậy thì giải thích ra một câu. Viên đan dược này có phải là chính ta bảo với người hỗ trợ luyện chế hay không? Dược liệu và đan phương cũng là ta đưa lại cho ngươi. Điều này... Vẻ mặt Phù Giang Thần cứng đơ, quay đầu liếc về phía Trương Huyền. Ngừng lại một chút, sau đó cắn răng. Đúng. Phù đan sư. Không nghĩ tới vị này như vậy mà giúp đối phương nói chuyện, Trương Huyền bắt đầu sầm mặt. Trước đó, hắn còn gọi là Phù Huynh, lúc này đã đổi cách xưng hô thành đan sư. Trường đan sư, viên đan dược này quả thực là do Bách Diệp Thần Vương Phong Hào để lại cho ta luyện chế. Người đừng có ở chỗ này hồ nháo. Phù Giang Thần nói. Hồ nháo? Trương Huyền lại cười cười lắc đầu. Xem ra, Linh Lung Thiên các người bắt nạt một ngoại nhân như ta. Bản thân mang theo Thần Vương Thảo tới, tiêu phí là vô số, hắn mới có thể luyện chế ra thành đan dược. Vậy mà nói là của đối phương sao? Đổi trắng thay đen. Làm càn. Bách Diệp Thần Vương Phong Hào là niệm tình ngươi bắt được đan dược có công, vậy cho nên mới không tính toán với ngươi là vô lễ. Đã không biết cảm ơn lại còn nói năng ngông cuồng, muốn chết hay sao? Phù Giang Thần hét lên.
Trương Huyền cảm giác tức giận đang dâng lên, sau đó nghe thấy đối phương truyền âm. Trương Huyền, Bách Diệp Thần Vương từ trước tới nay đã rất quen bá đạo rồi, không có thừa nhận mà nói. Bây giờ ta sợ rằng nàng ấy chờ đợi ngươi rời ra khỏi hoàng thành vẫn sẽ ra tay với ngươi thôi. Còn không bằng bây giờ cứ đáp ứng đi. Thực sự nếu như không được, ta sẽ báo cáo lại với Thượng quan Vân Uyển Thần Vương Phong Hào để cho nàng ấy làm chủ cho chúng ta. Nhưng bất quá, các nàng ấy thực lực là tương đương. Vị này đã khăng khăng muốn cầm rồi, ai lại cũng chẳng có cách nào. Vậy ngươi ý tứ, ta chỉ có thể nhận thua, để mặc cho nàng ta cướp đi đan dược sao? Trương Huyền cười lạnh. Thực ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thấy tốt thì lấy, ngươi chỉ tổn thất mỗi cái đan vương, còn có 4 viên đan dược phổ thông vẫn có thể dùng được. Bây giờ thực sự lại muốn giằng co, ta lại sợ rằng nàng ấy sẽ trở mặt động thủ. Tới khi đó, cái gì lại cũng chẳng thể nào chiếm được, thậm chí mạng của ngươi cũng nguy hiểm đó. Trong giọng nói của Phủ Giang Thần rất lo lắng. Dân không đấu với quan, huống chi là đối phương chính là trưởng khống giả của Linh Lung Hoàng Thành, bản thân chính là Thần Vương Phong Hào, chỉ dưới đế quân, có thể xưng là vô địch. Vậy nếu như ta nói không thì sao? Không tiếp tục để ý Phủ Giang Thần, Trương Huyền ngẩng đầu lên. Phủ Giang Thần, hắn là người Linh Lung Thiên, đối mặt với Thần Vương Phong Hào, tự nhiên không dám phản bác, nhưng hắn thì đâu phải. Nữ nhân trước mắt này trông rất đẹp, không thua kém đám người Ngọc Phi Nhi và Hồ Yêu Yêu chút nào, nhưng không nghĩ tới, dưới dung nhan xinh đẹp đó mà thực sự là một tâm thần vô sỉ. Vốn suy nghĩ vô luận là đi đến đâu cũng phải khiêm tốn làm việc, ai mà biết lại không cho hắn khiêm tốn. Đã như vậy, ta đánh cái mặt của ngươi, làm cho tất cả mọi người lại biết. Trương Huyền ta đây, mặc dù mới tới thần giới hơn có một tháng, nhưng mà cũng không phải là người nào muốn bắt nạt thì lại có thể tùy ý bắt nạt được. Bách Diệp Thần Vương Phong Hào, có phải không? Làm ra quyết định, Trương Huyền không còn nôn nóng như trước đó, một tay chắp sau lưng, nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nói ra lai lịch chân chính của viên đan dược này, đến tụt cùng là thuộc về người nào? Ấy, hắn biết thân phận của Bách Diệp Thần Vương Phong Hào mà lại vẫn còn ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Cái tên này có phải là điên rồi không? Chỉ sợ thực sự là điên rồi. Ý niệm bốn phía quan sát không ngừng giao lưu. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, lại còn giúp ta bắt được đan dược, một mực khách khí với ngươi. Thế nào chứ? Vậy ngươi cho rằng ta để ý thân phận, không ra tay với ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy ta không thể nào giết chết được ngươi? Bách Diệp Thanh Hồng híp mắt lại. Kèm theo việc nàng nổi giận, còn một cỗ lực lượng vô địch khuấy động, bao phủ khắp nơi. Toàn bộ hoàng thành giống như là bị âm u xuống, không khí trở nên sền sệt. Toàn bộ Linh Lung hoàng thành, tất cả lại cảm nhận được áp lực nồng đậm. Trương Huyền đứng mũi chịu sào, càng cảm thấy hô hấp khó có thể duy trì. Chân khí trong cơ thể tựa như là bị đông cứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên không trung rơi xuống. Nếu như không phải là Thần Vương kiếm trong tay nâng lên, chỉ sợ thực sự không thể nào kiên trì. Loại lực lượng này đừng có nói là hắn, cho dù là cường giả Thần Vương chân chính, chỉ sợ cũng lại chống lại không được. Thần Vương Phong Hào lại kinh khủng như vậy. Chân khí thiên nhược hữu tình vận chuyển, áp lực tiêu hết. Trương Huyền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cơ hội ta đã cho ngươi, nếu như ngươi không biết trân quý, vậy thì chẳng còn biện pháp nào. Cái gì? Không biết tốt xấu. Thấy cái tên trước mắt này sắp chết rồi mà vẫn có thể nói nhảm, Bách Diệp Thành Hồng lại nhíu mày. Lúc này ngươi vẫn còn muốn trăng bức cái gì? Một cái tên thiên thần thượng phẩm mà thôi, giống như con sâu cái kiến, lại còn dám trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Tay ngọc khẽ đảo, đang muốn để cho hắn một sự dạy dỗ, thân thể đột nhiên lại cứng đơ, lập tức cảm thấy cả người bị một cỗ lực lượng nào đó to lớn phong tỏa, cũng giống như là bị đế quân để mắt tới. Vội vã ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một bản thư tịch màu vàng yên tĩnh lơ lửng ở trên không, từng đạo ánh sáng bao phủ, phong bế xung quanh. Đây là cái gì? Đồng tử co rút. Quyển sách trên đầu này cho nàng một loại cảm giác hoảng sợ, cũng giống như là bị khóa định. Không chỉ là không thể chạy trốn, mà càng không cách nào có thể phản kích và đánh trả. Giống như bị thiên đạo bao phủ, không hề phản bác. Không có gì đâu, đó chỉ là một quyển sách. Trương Huyền lắc đầu. Vốn thực sự lại không muốn dùng cái thứ này, nhưng đối phương thực sự là quá vô sỉ. Đã cho cơ hội rồi, ngươi không nắm bắt, chết, không có gì đáng tiếc. Tuy vô cùng có khả năng bởi vậy mà đắc tội với Linh Lung tiên tử, nhưng lúc này không thể nào quản được nhiều.
cường đoạt của người khác, chết không hối cải. Ta chẳng cần biết người là ai, chỉ biết người có tội. Vậy thì nhận trừng phạt đi. Trương Huyền không muốn tiếp tục phí lời, bàn tay lớn vẫy ra một cái. Thiên đạo chi thư phát ra âm thanh tựa như núi lở, không ngừng chụp xuống. Bác Diệp Thanh Hồng vốn cho rằng đối phó với một tên thiên thần thượng phẩm dễ như trở bàn tay. Đối phương không dám nói gì nhiều với mình, còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trực tiếp lấy ra pháp bảo lợi hại như vậy, sắc mặt trắng nhợt. Muốn ngăn chặn nhưng cảm thấy đau đớn kịch liệt, thư tịch đó nghiền ép, cả cánh tay đã bắt đầu vỡ vụn, ngay trong một hô hấp cũng lại chịu đựng không nổi. Hết chương. Chương 4187, đế quân ra tay. Đây rốt cuộc là cái gì? Bác Diệp Thanh Hồng không ngừng run lên, tràn đầy sự kinh hoàng. Thần vương phong hào, vô địch dưới đế quân, không người nào có thể chống lại. Nguyên nhân chân chính là như vậy, nàng mới có tư cách và vốn liếng cường đoạt, không lo lắng đối phương phản kích. Nhưng chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ thấy, thiên thần thượng phẩm đỉnh phong kia sẽ tế ra cái loại pháp bảo đó. Bị giam cầm bên trong, tự như bị thiên đạo nghiền ép, lại giống như là đế quân thi triển ra một loại lực lượng nào đó. Cho dù là thần vương phong hào rất cao quý, không cách nào có thể chống lại. Mở ra cho ta. Biết thư tịch trên đầu sẽ không cho nàng quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Bách Diệp Thanh Hồng gào lên, lực lượng toàn thân điên cuồng tuôn ra, trên không dập dờn từng đạo gợn sóng, tựa như toàn bộ nguyện lực của Linh Lung Thiên đã bị rút tới, tiến hành ngăn chặn. Thần vương phong hào, bàn về lực lượng không khác gì với thần vương phổ thông quá nhiều, sở dĩ là mạnh mẽ là bởi vì có thể điều động nguyện lực của một phương thiên địa, từ đó để cho nó hình thành ý niệm của mình. Cố lực lượng này, bên trong một khu vực đặc biệt lại có thể xưng là vô địch. Chẳng qua, cho dù lại vô địch, ở trước mặt thiên đạo, đồng dạng cái gì cũng không tính. Thoáng qua một cái, bốn phía tán loạn, bị đập cho vỡ vụn. Phun mạnh máu tươi, ánh mắt của Bách Diệp Thanh Hồng lộ ra vẻ kinh hoàng. Trước đó, thực sự vẫn còn tưởng có thể ngăn cản được, nhưng giờ phút này thực sự đã hiểu, không nghĩ tới, biện pháp khác, bản thân vô cùng sẽ có khả năng bị ép thành cái bánh thịt rồi, sau đó thần tự đạo tiêu. Xin người tha mạng, ta sai rồi. Mà ta nhìn thấy viên đan dược này, lực lượng tinh thuần, lúc này mới nảy lên một chút ý đồ xấu. Ta muốn chiếm nó làm của riêng. Nhưng cái này cụ thể là đan dược gì và từ đâu tới, trước đó hoàn toàn không biết. Bách Diệp Thanh Hồng cắn chặt răng, không để ý tới hình ảnh nữa, vội vã giải thích lại sự tình đó. Mặt mũi của nàng so sánh với sinh mệnh, đương nhiên là người sau càng trọng yếu hơn. Bách Diệp thần vương phong hào cướp đoạt đan dược của người khác. Ấy, vừa rồi ăn nói rất hùng hồn, ta lại còn tưởng là thật nữa. Không nghĩ tới nàng ta sẽ làm như vậy. Cái gì chứ? Nàng ấy là nữ thần của ta. Làm như vậy thực sự là có hại tên tuổi của thần vương phong hào. Đan dược có thể khiến cho người ta đột phá thần vương. Vậy đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm không? À thì ta có thể, cũng có thể lắm. Bốn phía ý niệm giao lưu, từng người một chấn động. Đan dược này vừa bị bắt được, Bách Diệp Thanh Hồng đã xuất hiện. Càng thêm hùng hồn, thấy cảnh đó, tất cả mọi người lại cho rằng nàng ấy nói là thật. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực sự là cường đoạt. Như vậy, thanh danh của vị thần vương phong hào này xem như là triệt để bêu xấu. Nữ thần cũng là người, không thể nào làm bất cứ chuyện gì cũng đẹp đẽ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Giờ phút này, ngươi nói ra những lời đó, quá muộn rồi. Trương Huyền thờ ơ, vừa rồi đã cho đối phương cơ hội, người không biết nắm chắc, ngược lại còn bức bách người ta. Đã như vậy, chỉ có đúng một con đường người có thể đi. Thiên đạo chi thư kèm theo thư viện tấn cấp, thời gian ngoại giới càng dài, ý niệm lần nữa lại ép xuống. Bách Diệp Thanh Hồng không thể nào chống lại được, khung xương vỡ nát, bả vai và trên mặt đồng thời nứt ra đầy máu, khuôn mặt dữ tợn. Thần vương phong hào mạnh hơn, cũng không thể nào vượt qua được thiên đạo. Đối mặt với thiên đạo chi thư, thực sự là bất lực. Xin hạ thủ lưu tình. Không khí mau chóng lay động, thêm một bóng người xinh đẹp nữa bất ngờ xuất hiện. Một vị thần vương phong hào khác của Linh Lung Thiên, Thượng Quan Vân Uyển. Bách Diệp Thanh Hồng chính là thần vương phong hào do bệ hạ tự mình sắc phong. Nếu như người giết chết nàng, tương đương với ngỗ nghịch lại uy nghiêm của đế quân. Xin tìm một chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Thượng Quan Vân Uyển nói. Ngươi lại cầm đế quân tới, uy hiếp ta sao? Trong mắt Trương Huyền hơi híp lại. Đều là thần vương phong hào, thời điểm Bách Diệp Thanh Hồng ngang nhiên cướp đoạt dược vật của mình,
hắn không tin đối phương không phát hiện ra, cũng lại chẳng tin đế quân đó không nhìn thấy. Nhìn thấy mà không thèm lên tiếng, để mặc cho phát triển, hiện tại dựa vào cái gì mà muốn hắn lùi bước đây? Đừng có đùa. Không cần uy hiếp, người hẳn là phải rõ ràng, uy nghiêm của đế quân không thể nào làm trái. Thượng quan Vân Uyển nói, đế quân chính là cường giả đỉnh phong nhất trong thiên địa, nếu như sắc phong thần vương, tự nhiên phải có đạo lý, không phải là người này cũng có thể ngỗ nghịch được. Ngang nhiên chém giết thần vương mà nàng ấy sắc phong, tương đương với việc khiêu khích quyền uy của nàng. Là không thể nào làm trái, nhưng mà ngươi sắc phong một nhân vật như vậy, ánh mắt của linh lung tiên tử như ngươi cũng lại không tính là quá tốt. Đã như vậy, ta sẽ thay nàng ta thanh lý môn hộ đấy. Không muốn nói nhảm với đối phương, bàn tay Trương Huyền vồ ra một cái. Thư tịch ép rất mạnh xuống, Bách Diệp Thanh Hồng kêu thảm, sau đó bị nghiền thành bánh thịt, hồn phi phách tán, không lưu lại chút gì. Người... Thượng quan Vân Uyển không nghĩ tới, mang tên tuổi của đế quân ra mà đối phương không hề ngừng tay. Chém giết Bách Diệp Thanh Hồng trước mặt mọi người, tức giận đến nỗi không ngừng run lên. Người thật to gan. Lời vẫn còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên kia lạnh lùng nhìn lại. Không muốn chết thì câm miệng vào cho ta. Thân thể mềm mại của Thượng quan Vân Uyển run lên, nhưng mà không dám nói thêm nửa lời. Bách Diệp Thanh Hồng và nàng thực lực là tương đương, bây giờ lại bị chém giết trong nháy mắt, ngay cả năng lực phản kháng một chút mà cũng không có. Bản thân bây giờ còn dám nói nhảm, đoán chừng cũng sẽ giống như nàng ấy, hồn phi phách tán, biến mất giữa lòng thiên địa. Trước đó có rất nhiều thần vương và cao thủ một mực thăm dò, giờ phút này tất cả lại lặng ngắt như tờ, từng cái một run lên. Đó chính là một trong thần vương phong hào, giữa thiên địa trừ đế quân, không người nào có thể vượt qua được. Vậy mà nháy mắt một cái đã bị chém giết, một vị khác thì bị quát, một câu không dám nói. Tên này đến tụt cùng là từ đâu đi tới? Phù Giang Thần cũng run lên lẩy bẩy. Hắn một mực đánh giá cao thanh niên trước mắt này và cảm thấy về sau chắc chắn là thành tựu vô tận. Nhưng mà tại sao lại không nghĩ tới, trong lúc nói cười chém giết thần vương phong hào, hơn nữa trấn nhiếp nữ thần của hắn không dám nói. May mắn thời điểm hỗ trợ luyện chế đan dược không có ý khác gì với hắn, nếu như không, bây giờ ngươi biến thành một cỗ thi thể, khẳng định chính là hắn rồi. Khoan đã, ta trông hắn quen quen, hình như là Trương Huyền. Trương Huyền? Trương Huyền, Trương đan sư bên trong U Hồn Thiên sao? Phải rồi, ngày bán ra phá trứng đan, ta bên trong U Hồn Thiên, vừa vặn cũng lại được nhìn thấy hắn. Vậy cho nên, đúng là nhớ rất rõ ràng. Hắn có thể luyện chế ra được phá trứng đan, mỹ dung đan. Vậy luyện chế ra một viên đan dược này đâu có gì là kỳ quái. Mà phải rồi, một chiêu chém giết thần vương phong hào, không lẽ sau lưng hắn lại có đế quân sao? Nhưng mà không biết là vị nào. Đã có người nhận ra. Trương Huyền bên trong U Hồn Thiên gây ra náo động lớn như vậy, thanh danh hắn đã truyền đến rất nhiều nơi. Quát Thượng quan Vân Uyển phí lời xong, Trương Huyền không muốn tiếp tục nói nhiều nữa. Ngón tay ngoắc ngoắc, đan dược lại bay tới phía hắn, rơi vào lòng bàn tay. Vừa thu về hộp ngọc, trong lòng khẽ động, có một đạo khí tức nguy hiểm lan tràn tới. Không gian bốn phía sôi trào, nguyên khí của Linh Lung Hoàng Thành trong chớp mắt hội tụ, có một cỗ uy áp cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng xuất hiện. Đây là đế quân muốn xuất thủ sao? Nắm đấm Trương Huyền siết chặt, mắt hơi híp lại. Hết chương. Chương 4188. Lạc Thất Thất, thần vương đỉnh phong. Lực lượng của thần vương phong hào, hắn đã tận mắt chứng kiến. Đối mặt với thiên đạo chi thư, không một chút nào năng lực chống cự. Trước mắt xuất hiện lực lượng lại càng thêm cường đại, càng thêm huy hoàng, tựa như mặt trời ban trưa, làm cho người ta không thể nào chống cự, thậm chí có thể cảm thấy vô lực. Chỉ có đúng một khả năng, đó chính là cường giả đế quân muốn xuất thủ. Xem ra, linh lung tiên tử đó không phải là không để ý tới thế sự như trong tưởng tượng. Nhìn thấy thần vương mình sắc phong bị giết, chắc chắn là chịu đựng không nổi rồi. Đế quân sao? Đám người Phù Giang Thần bên dưới lại cảm giác được sự dị thường, từng cái một biến sắc, không dám ngẩng đầu. Thượng quan Vân Uyển cũng lại siết chặt nắm đấm, trên mặt giống như chút được gánh nặng. Đều là thần vương phong hào, bị người ta chém giết trước cửa nhà. Nếu như đế quân cũng phải nhịn xuống, không khỏi làm cho người ta thất vọng. Giống như bão giáng lâm, nguyên khí ở trên không hội tụ, đình chỉ sôi trào. Có một khuôn mặt to lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt Trương Huyền,
lơ lửng giữa không trung, cứ như là mặt trời. Đế quân cũng không tự mình xuất hiện, mà dùng nguyên khí hội tụ ra một đạo ý niệm. Chém giết thần vương phong hào của ta, ngươi thật to gan. Âm thanh vang lên, đâm thẳng vào bên trong linh hồn, làm cho người ta không thể nào chống lại. Trương Huyền chỉ nghe đúng một tiếng, lại cảm thấy đầu óc giống như là muốn nổ. Khuôn mặt đó, dù rằng chỉ là đế quân hội tụ ra một đạo ý niệm, không phải là bản tôn giáng lâm, nhưng không phải là thiên thần thượng phẩm nho nhỏ như hắn đã có thể chống lại được. Diệt cho ta. Biết một khi đế quân ra tay, rất có thể sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Trương Huyền sầm mặt. Thiên đạo chi thư vừa rồi nghiền ép Bách Diệp Thanh Hồng xong, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Nó vẫn còn chưa tiêu tán. Lần nữa bay lên, đánh về phía gương mặt khổng lồ. Không biết tự lượng sức. Gương mặt khổng lồ hừ ra một cái, cũng lại không thấy có bất cứ động tác nào. Không khí nổ vang, thiên đạo chi thư tiêu tán, cũng giống như là chưa hề xuất hiện. Át chủ bài nhẹ nhõm nghiền ép thần vương phong hào, thậm chí ngay cả một đạo ý niệm của đối phương cũng không thể nào chống lại. Thân thể Trương Huyền cứng lại, liên tiếp lui về phía sau. Vốn hắn cho rằng thi triển ra thiên đạo chi thư, coi như không gây ra được thương tổn cho đối phương thì cũng có thể trở ngại trong phút chốc. Không nghĩ tới, ngay cả một hô hấp cũng lại không thể nào kiên trì nổi. Tuy rằng trong thư viện còn có một bản nữa, nhưng mà không dám tùy tiện sử dụng. Trẻ tuổi nóng tính là một chuyện tốt, có thiên phú cũng là một chuyện tốt, nhưng người quá mức ngông cuồng, đó chính là tối kỵ. Gương mặt khổng lồ không hề cảm xúc, đồng dạng không có bất cứ một động tác gì nhìn qua. Trong lòng Trương Huyền căng thẳng, thần vương kiếm giơ lên, thì triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Kiếm khí vẫn còn chưa lan ra bao xa, liền đã bị tán loạn. Đồng thời, gàm bàn tay đau đớn, thần vương kiếm bay ra bên ngoài, ngực của hắn giống như là bị một loại cự truy gì đó xung kích, sắc mặt trắng nhợt, trọng thương. Kim ti bên trong cơ thể vận chuyển, thương thế khôi phục mau chóng. Phản ứng không chậm. Gương mặt khổng lồ không nghĩ tới, thanh niên trước mắt này lại ngăn chặn được công kích của mình, hơi có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khen ngợi. Thân là đế quân, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi có thể ngăn chặn được một kích của ta, có thể không giết chết ngươi. Chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, đã ngang ngược và cản rỡ, đánh giết thần vương phong hào của ta. Ngay cả chính ta cũng không để vào trong mắt. Không trừng phạt ngươi một chút, linh lung thiên ta, không cần đặt chân bên trong thần giới. Đột nhiên, âm thanh giống như là ngâm sướng vang lên. Ta tuyên bố, lột bỏ đi tu vi trong cơ thể ngươi. Kèm theo lời nói, có một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ Trương Huyền. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể cứng đơ. Chân khí trong đan điền giống như là bị tước đoạt. Mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán. Điều này... Đồng tử Trương Huyền co rút. Hắn muốn phản kháng, nhưng không cách nào có thể làm ra. Đối phương tự như là một lời định pháp tắc. Bất luận là hắn phản bác như thế nào, không thể nào có biện pháp. Chẳng lẽ Trương Huyền ta lại muốn gãy ở chỗ này sao? Không được, ngươi là đế quân thì làm sao? Chỉ cần bản tôn không có xuất hiện, ngươi muốn giết chết ta sao? Đừng có mơ. Cắn chặt răng, hắn đang muốn thi triển ra thiên đạo chi thư lần nữa, đập cái khuôn mặt đó trở thành thịt nát, lại cảm thấy trên người nhẹ nhõm. Vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy giữa sương mặt khổng lồ và mình, không biết từ khi nào xuất hiện một hạt châu, không ngừng xoay tròn. Không gian bốn phía giống như trong nháy mắt cứng lại. Cho dù lực lượng của đế quân rất mạnh, không cách nào có thể lan tràn tới. Cái này là... Trương Huyền sững người, thân thể không khỏi siết chặt. Tính không châu. Xuất hiện trước mắt, không phải là những vật gì khác, đó chính là ban đầu bên trong Lạc gia nhìn thấy, Lạc Thất Thất, trưởng khống truyền thừa, chí bảo của gia tộc, tính không châu. Lạc Huyền Thành đã từng nói, sau khi hắn rời ra khỏi danh sư đại lục, Lạc Thất Thất cũng lại không hề rời đi. Vốn cho rằng đi thượng thương, kết quả để cho mấy đại tông môn tìm rất lâu rồi cũng không hề có tin tức. Suy đoán nàng có thể tới thần giới, nhưng mà Thủy Chung không dám khẳng định. Vốn cho rằng muốn gặp được còn không biết là khi nào. Không ngờ bây giờ tự nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa, giúp mình ngăn chặn lại công kích của đế quân. Thất Thất, ngươi muốn làm gì? Gương mặt khổng lồ cũng rất nghi hoặc. Công kích ngưng lại, trong giọng nói mang theo vẻ không vui. Tính không trông nhẹ nhàng vụt qua, biến thành một nữ tử vóc người thướt tha, lơ lửng đứng giữa trời, ôm quyền đứng thẳng.
Hắn chính là người mà ta thích. Xin đế quân hãy hạ thủ lưu tình. Trương Huyền nhìn lại, không phải là ai khác, chính là Lạc Thất Thất. Mấy tháng trời không thấy, nàng ấy vẫn điềm tĩnh giống như trước, mỹ lệ không tưởng được. Nhìn mình, trong mắt vẫn tràn đầy trông đợi và phức tạp. Dung mạo và tình cảm vẫn y như cũ, nhưng mà thực lực lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn kỹ như vậy, cũng giống như là Phù Giang Thần đạt tới thần vương đỉnh phong. Trước đó nghi hoặc, tại sao nguyện lực bên trong u hồn trì gia tăng nhanh chóng như vậy, lúc này mới hiểu được, nguyện lực của nàng nhất định làm ra tác dụng rất lớn. Tĩnh Không Châu tu vi thần vương đỉnh phong, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn cả Phù Giang Thần không biết là bao nhiêu lần, thậm chí so với Bách Diệp Thanh Hồng không hề yếu hơn. Nhìn thấy nữ hài vì cứu mình ngăn chặn trước mặt một đế quân, thân thể mảnh mai đó không chần chừ chút nào, Trương Huyền lại siết chặt nắm đấm. Ta đối với người không chỉ là ưa thích, hắn là người ta thích. Xin đế quân hãy hạ thủ lưu tình. Cô gái này vì mình không tiếc bất hòa với cả gia tộc, vì mình không tiếc chống lại đế quân, nhưng mình lại không muốn để ý nàng, thậm chí ngay cả một tia hy vọng cũng không cho nàng. Người trong lòng ngươi nhớ mãi không quên lại chính là hắn sao? Gương mặt khổng lồ sửng sốt. Nhưng hắn không hề yêu thích ngươi. Ta từ trong ánh mắt của hắn vẫn có thể thấy rõ, hắn đã có người mình yêu thương. Chỉ vì một kẻ không yêu thích gì ngươi mà dám phản bác lại ta, ngươi cảm thấy đáng giá? Gương mặt khổng lồ và Lạc Thất Thất giống như có sự quen biết, quan hệ cũng khá quen thuộc. Đáng giá hay không, chỉ cần có thể vì hắn, chỉ cần hắn bình yên vô sự, đối với ta mà nói. Lạc Thất Thất đứng tại chỗ, không gian ba động bị ngăn chặn trước người. Trên mặt nàng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ có sự kiên nghị không thể nào lay động. Vậy là đủ rồi. Hết chương. Chương 4189, Hoàng Kê nuốt đế quân. Người hà tất phải như vậy? Gương mặt khổng lồ than thở. Dường như nàng đã sớm biết, sâu bên trong nội tâm nữ hài trước mắt này có một người luôn luôn tồn tại. Nhưng chỉ không nghĩ tới, hắn lại chính là Trương Huyền. Chuyện từ đầu đến cuối tin tưởng đế quân đã thấy. Bách Diệp Thần Vương Phong Hào hàm muốn đan dược của hắn, cho nên cố ý vu cáo hãm hại. Lúc này mới chọc giận hắn ra tay. Tội không nằm ở Trương Huyền, vậy xin đế quân hãy mở ra một con đường, thả cho hắn rời đi. Lạc Thất Thất ngẩng đầu. Đối mặt với chuyện của Trương Huyền, nàng chắc chắn không bao giờ lùi bước. Mặc kệ hắn có tội hay không, cho dù thuộc hạ của ta có tội, cũng là ta phải tới xử lý. Hắn là một tên ngoại nhân, dám chém giết người của ta. Nếu như cái gì ta cũng mặc kệ, vậy về sau Linh Lung Thiên chúng ta lại có mặt mũi nào đứng bên trong thần giới? Gương mặt khổng lồ lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng rõ tội không ở phía đối phương, nhưng mà dính dáng tới mặt mũi của một phương thiên địa, không thể nào thỏa hiệp và lùi bước được. Vậy nếu như đế quân nhất định muốn trách phạt, ta sẽ nguyện ý thay hắn chịu tội. Lạc Thất Thất cắn chặt răng. Không nghĩ tới nữ hài này lại nói ra những lời như vậy. Gương mặt khổng lồ cau mày. Thất Thất, lùi ra phía sau đi. Sự tình của ta, tự ta xử lý. Thân thể Trương Huyền vụt qua, ngăn chặn nữ hài phía sau mình. Từ trước tới nay, hắn luôn luôn mắc nợ cô gái này. Nàng ấy vì mình đã phải trả giá đủ nhiều rồi. Hiện tại tại sao lại có thể để cho nàng ấy bị thương tổn được? Mặc dù bây giờ thực lực không bằng, chỉ có thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, nhưng dùng hợp huyết dịch của tiểu hoàng kê, hắn đã nắm giữ thân bất tử. Đối phương muốn chém giết hắn, không thể nào dễ dàng như vậy được. Huống chi, hắn vẫn còn dư lại một bản thiên đạo chi thư. Đối mặt với một vị đế quân chắc chắn không thể nào chống lại được. Nhưng trong một ý niệm, ngăn chặn được một hồi, vẫn có thể làm ra. Vẫn tính là một nam nhân đó. Thấy hắn lao ra phía trước, ánh mắt của gương mặt khổng lồ lộ ra vẻ thưởng thức. Chuyện của ngươi, tự mình muốn xử lý, coi như cũng có một chút trách nhiệm. Những người khác, cho dù là thần vương phong hào đối mặt với đế quân, nói cũng lại nói không ra lời. Nhưng mà người trước mắt này vẫn có thể rất đúng mực, chủ động đối mặt với mình, nói rõ, tâm tính không kém. Khó trách nữ hài này cứ khăng khăng một mực với hắn. Vốn ta muốn hủy bỏ đi tu vi của ngươi. Nếu như Thất Thất đã thay cho ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng,
cũng lại không sao. Đạo ý niệm này của ta hội tụ nguyên khí của Hoàng Thành, chỉ có đúng 1% lực lượng của bản tôn. Người có thể ngăn chặn được một kích toàn lực, vậy chuyện ngày hôm nay ta sẽ coi như thôi. Còn nếu ngăn chặn không được, chỉ trách người tu vi không đủ. Gương mặt khổng lồ thản nhiên nói. Đế quân. Khuôn mặt Lạc Thất Thất lại tái mét. Đối phương nói không sai, gương mặt khổng lồ này quả thực chỉ là hội tụ nguyên khí hình thành, nhưng dù sao cũng ẩn chứa ý niệm của cường giả đế quân. Đừng có nói là Trương Huyền, coi như thần vương phong hào phổ thông như nàng cũng không thể nào chống cự. Việc này ta đã định. Nếu như ngay cả như vậy mà không ngăn chặn được, hắn không có xứng đáng với người. Ý niệm lan xuống, Lạc Thất Thất vẫn còn đang muốn nói chuyện, cứng ngắc ở giữa không trung, không cách nào có thể động đậy, cũng không cách nào có thể biến trở về bản thể tính không châu. Hẳn là bản tôn của đế quân xuất thủ. Được, bắt đầu đi. Biết đế quân sẽ làm ra quyết định rồi, không thể nào thay đổi. Thân thể Trương Huyền lơi lửng giữa trời, chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển cực hạn. Cho dù nắm giữ 1% lực lượng của đế quân, không thể nào khinh thường. Bàn tay lớn vồ ra một cái, thần vương kiếm lần nữa rơi vào bên trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng run lên. Kiếm pháp thiên nhược hữu tình phát huy ra. Tâm tự song tỳ võng, trung hữu thiên thiên kết. Khởi vi xá dù quan, can tràng hiếu tử kích. Xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy kiên. Ba chiều kiếm pháp đồng thời theo mũi kiếm thả ra bên ngoài, tự như tạo ra một lá chắn to lớn giữa xung quanh thân thể. Tuổi còn trẻ lắm, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm pháp vượt quá thiên đạo sao? Tốt lắm. Gương mặt khổng lồ hơi chút sửng sốt, cũng lại không thấy có bất cứ động tác gì. Trường Huyền chỉ nhìn thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép tới. Ba chiều kiếm pháp hình thành phòng ngự, mắt thường có thể thấy được đã vỡ vụn. Mạnh như vậy. Không hổ là đế quân, cho dù là 1% lực lượng của họ cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại được. Vậy thì liều mạng. Kiếm pháp sụp đổ, biết tùy ý lực lượng này đánh tới, thực sự sẽ bị trọng thương. Trong mắt Trương Huyền hơi híp. Tuy rằng trải qua Nguyệt Thành chỉ rèn luyện, dùng hợp với huyết dịch của tiểu hoàng kê, bất luận thương thế nặng cỡ nào, hắn vẫn có thể khôi phục lại. Nhưng hắn phải chạy về Linh Nguyên Thiên tham gia thi đấu, thu hoạch tư cách đi vào bên trong Linh Thần Cung, chậm trễ không được. Vậy cho nên, không thể nào để bị thương. Tận lực không thể nào bị thương được. Thôi được rồi, vẫn là để ta tới. Thời điểm hắn câu thông thiên đạo chi thư, lập tức sẽ tế ra. Trong đầu hắn đột nhiên vang tới một thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy một con tiểu hoàng kê bất ngờ xuất hiện, đón gió liền lớn, miệng nó há to ra. Gương mặt khổng lồ trên không lập tức bị nuốt, toàn bộ không trung chỉ còn lại có mỗi một con hoàng kê to lớn, yên tĩnh cứ lơ lửng, tựa như là khí cầu thổi phồng. Không gian hoàn toàn im lặng. Khuôn mặt Trương Huyền co quắp. Biết tiểu hoàng kê có thể nuốt đồ vật, thậm chí nuốt bảo vật thực lực mạnh hơn cả mình. Nhưng mà, mẹ nhà người chứ, cái này là ý niệm của đế quân. Ngươi cũng dám nuốt. Có thể để cho nàng ấy một chút mặt mũi hay không? Không chỉ là hắn bối rối, tất cả mọi người thấy cảnh này lại đều như vậy. Ý niệm đế quân hình thành gương mặt khổng lồ, đại biểu cho uy nghiêm của đế quân, lại bị một con gà nuốt. Lạc Thất Thất cũng nhìn về phía tiểu hoàng kê, không dám tin. Sớm biết hắn có hậu chiêu lợi hại như vậy thì không cần phải chạy ra rồi. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, hoàng kê lại ợ một cái gió to. Sau đó nó lắc lư cái mông, lần nữa lại thu nhỏ, khôi phục lại hình dạng vốn có. Một bên thu nhỏ, một bên lại liếm láp cái miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn lắm, cũng giống như là ăn vặt vậy. Trên không lần nữa hình thành một cỗ uy áp to lớn, gương mặt khổng lồ kia lại xuất hiện lần nữa. Bất quá, không còn nguyên khí ủng hộ, thoạt nhìn hơi có chút mơ hồ. Nhưng mà trong đó ẩn chứa ý niệm vẫn rất cao cao tại thượng, cho người ta một loại áp bức nồng đậm. Người... Nàng không công kích, mà nhìn về phía tiểu hoàng kê, ánh mắt phức tạp. Cái gì? Ta là thú sủng của Trương Huyền, tiểu hoàng kê. Thế nào? Muốn động thủ với chủ nhân của ta, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Tiểu hoàng kê duỗi duỗi cái eo, duỗi ra một cái cánh, diễu võ dương oai nói. Thú sủng, tiểu hoàng kê. Gương mặt khổng lồ run rẩy. Vậy ngươi, ngươi có biết thân phận trước kia của mình không? Đương nhiên là biết. Tiểu hoàng kê cực kỳ ngạo khí nói. Ta chính là siêu cấp thần thú tung hoành thiên địa, bá vương trong loài gà, ngàn vạn gà mái thần phục dưới háng.
Gương mặt khổng lồ run rẩy nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Nếu như mà nói trước đó, chỉ cảm thấy đối phương là cái tên gia hỏa thiên phú khá cao, lại là có thủ đoạn rất đặc thù, nhưng hiện tại không hề cho là như vậy. Lĩnh ngộ công pháp vượt qua thiên đạo, tùy ý tế ra một quyển sách đập chết thần vương Phong Hào, lại lĩnh ngộ ra kiếm pháp vượt quá thiên đạo. Hiện tại thuần phục vị này trở thành thú sủng, thậm chí cứ giống như là bị tẩy não vậy, lại cho rằng mình thực sự là một con gà, lấy cái tên thiếu thông minh như vậy mà còn ra vẻ cực kỳ khí phách và tự hào. Đại ca, ngươi đến tụi cùng là từ đâu mà tới? Bản lĩnh này lại nghịch thiên như vậy. Hết chương. Chương 4190, tự tại thiên cho mời. Ngươi chặn lại một kích của ta, chuyện này coi như thôi. Thân là đế quân, không thể nào lật lọng. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, dù sao cũng đã ngăn chặn lại ý niệm đó toàn lực công kích. Gương mặt khổng lồ lại hừ một cái. Ngươi đi đi. Đa tạ. Trương Huyền thở ra một hơi. Tuy rằng tiểu hoàng kê có thể nuốt gương mặt khổng lồ đó, nhưng mà nơi này dù sao cũng là Linh Lung Thiên. Một khi bản tôn của đối phương ra tay, 10 cái như hắn cũng ngăn chặn không được. Vậy cho nên, có thể an toàn rời đi, xem như là một kết quả tốt nhất. Phù đan sư, người giúp ta luyện đan, lại là vô cùng cảm kích. Trước đó giúp người tăng cấp tu vi, trong quá trình luyện đan chỉ điểm lại cho người, đủ cho người hưởng dụng cả đời rồi. Xem như đó chính là một sự báo đáp của ta. Trương Huyền quay đầu lại. Phủ Giang thần này, dù rằng thời khắc mấu chốt phản bội mình, trợ giúp cho Bách Diệp Thanh Hồng, nhưng xét cho cùng là vì muốn cứu mạng mình mà thôi. Đa tạ Trương đan sư. Phủ Giang thần khom người, một câu cũng lại chẳng dám nói. Trước đó còn xem đối phương như là vãn bối, bây giờ đối phương đã tùy tiện chém giết thần vương Phong Hào, ý niệm đế quân cũng vẫn có thể nuốt, đến đâu mà còn dám nghĩ như vậy nữa. Huống chi đối phương cho hắn đã đủ nhiều rồi, mà hắn lại ở thời khắc mấu chốt không dám thừa nhận. Thất thất. Nhìn về phía nữ hài cách đó không xa, trong ánh mắt của Trương Huyền mang theo đầy sự áy náy. Tại sao lại vì hắn mà trả giá quá nhiều như vậy, nhưng hắn lại cái gì cũng không thể nào đáp lại. Không biết nói gì, chỉ thấy nữ hài kia nhìn qua. Vậy Trương Sư, ta còn có thể đi theo phía sau ngươi, tiếp tục theo ngươi học tập luyện đan hay không? Đương nhiên là được. Trương Huyền gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười một cái, như đóa hoa tươi nở rộ, lần nữa nhìn về phía gương mặt khổng lồ trên không, quỳ xuống. Cảm ơn đế quân từ trong không gian loạn lưu đã cứu ta ra, cũng đã ban tặng cho ta vô số tài nguyên, để cho ta cấp tốc tăng cao lên tu vi và nắm giữ thực lực như bây giờ. Thất thất ta cả một đời không thể nào báo đáp. Gương mặt khổng lồ nhíu mày. Thất thất đã từng nói qua với đế quân, chỉ cần nhận được tin tức của hắn, nguy hiểm hơn nữa ta cũng sẽ đi tới. Hiện tại hắn đã ở ngay trước mặt, ta lại nguyện ý cùng với hắn rời đi. Mong rằng đế quân đừng ngăn cản ta. Lạc Thất Thất nặng nề dập đầu vài cái rồi nói. Gương mặt khổng lồ dừng lại phút chốc, lại than thở. Khi hắn luyện chế ra Mỹ Dung Đan, phá trứng đan, ta đã biết được tin tức. Chỉ sợ ngươi rời đi, nhưng ta lại không nói cho ngươi biết. Không nghĩ tới, bây giờ lại tới một bước như vậy. Trương Huyền bên trong U Hồn Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, thân là một đế quân thì làm sao mà không biết. Chỉ là lo lắng Lạc Thất Thất biết được tin tức, nàng ấy sẽ trực tiếp ly khai. Vì vậy, giữ kín không nói. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đủ nửa tháng, đối phương đã tới đây rồi. Hơn nữa, náo ra động tĩnh lớn. Thực sự hắn đúng không phải là đèn đã cạn dầu á? Thực sự không biết một cô nương tốt như Thất Thất đến tột cùng ưa thích hắn ở điều gì. Vậy được, ngươi đi đi, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Ta lại không tin rằng người mà hắn ưa thích đó lại còn có thể ưu tú hơn ngươi. Gương mặt khổng lồ nói. Thất Thất ưa thích vị trước mắt này, nhưng vị này lại đi thích người khác. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết được một chút. Từ bên trong không gian loạn lưu mang ra cô gái này, bản thể chính là Tĩnh Không Châu. Bên trong thần giới cũng được cho là chí bảo. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thần vương đỉnh phong, vô cùng cường đại. Thiên phú và tài hoa như vậy, thần giới có thể so sánh, hầu như không có ai. Chỉ cần đi theo sát sau lưng của tên này, không lo lắng hắn không hồi tâm chuyển ý. Đa tạ đế quân. Lạc Thất Thất vui mừng,
nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Danh sư đại lục sau khi biết hắn rời đi, liều mình bám theo, không nghĩ tới một hơi lại tới thần giới. Vốn cho rằng cần phải tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể gặp lại nhau, không nghĩ tới mau chóng như vậy đã gặp mặt. Trương Huyền nhìn về phía gương mặt khổng lồ, ôm quyền nói: Thất thất được đế quân cứu giúp, hơn nữa dốc lòng chăm sóc, ân tình này không thể nào báo đáp. Ngươi dùng cái gì mà báo được? Giết chết thần vương phong hào của ta và sau đó thôn phệ ý niệm của ta luôn sao? Gương mặt khổng lồ khẽ nói. Không nói báo đáp thì còn không tức giận, người lại nói tới chuyện này, tức giận lại nói không ra lời. Người vừa tới đã giết chết một vị thần vương phong hào của ta, dùng thú sùng nuốt một đạo ý niệm của ta. Cho dù đối với ta mà nói đâu có tổn thất, nhưng mà có hại mặt mũi của ta. À, dĩ nhiên là không phải. Trương Huyền xấu hổ cười. Nếu như ta lại nhìn không nhầm, đế quân người chắc hẳn là ngủ không tốt, thường xuyên mất ngủ á. Bản tôn đế quân thư viện lại nhìn không ra được chỗ thiếu hụt, nhưng một đạo ý niệm vẫn có thể nhìn ra được một chút sơ hở. Vị linh lung tiên tử này cường đại đến cực điểm, trong cửu đế cũng phải kể tới, nhưng mà cũng chỉ có đúng một thiếu hụt chí mệnh, đó chính là mất ngủ. Dựa theo tình huống bình thường, tu vi đến cái loại cảnh giới như nàng, coi như một vạn năm không ngủ cũng sẽ chẳng có bất cứ một sự tổn thương nào. Nhưng mà rất nhiều cường giả vẫn là thông qua ngủ đến điều tiết bản thân, tiến hành buông lỏng. Dù sao, đạt tới đỉnh phong của thần giới đã không còn ham muốn, không cần phải ra sức tu luyện, lại không nghỉ không ngủ, cả người sẽ trở nên bồn chồn. Vị trước mắt này thì đúng là như vậy. Gương mặt khổng lồ lập tức nhướng mày. Đối phương đoán không sai, nàng quả thực là mất ngủ, bất kể là làm sao cũng không thể ngủ được. Chỉ là đối phương tại sao lại biết? Phải biết chuyện này chính thất thất cũng không thể nào rõ. Đế quân xin cứ yên tâm, ta thân là một luyện đan sư, mặc dù bây giờ không biết làm sao có thể giải quyết, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, khẳng định ta có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết được vấn đề này. Vậy thì cũng coi như là báo đáp ân tình mà ngươi giúp được thất thất. Trương Huyền nói. Tu vi hiện tại của hắn quá yếu, không giải quyết ra được sự tình của đế quân. Nhưng có điều kèm theo tu vi tăng lên, cái gọi là nan đề đó sẽ không coi vào đầu nữa. Vậy được, ta sẽ chờ. Thấy đối phương nói như vậy rồi, gương mặt khổng lồ không nói thêm nữa, từ từ biến mất, thực giống như là chưa hề bao giờ xuất hiện. Đi thôi. Trương Huyền thở ra một hơi, sau đó gọi Lạc Thất Thất. Nếu như nữ hài đã nguyện ý đi cùng hắn, mang theo nàng thì làm sao? Lạc Thất Thất gật đầu. Sau đó hai người nhẹ nhàng bay đi. Trong một cung điện khổng lồ, có một cô gái nhìn hai người Trương Huyền bay đi, đứng chắp tay. Nếu như Trương Huyền ở chỗ này rõ ràng dung mạo mà nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, cùng gương mặt khổng lồ vừa rồi giống nhau y như đúc. Linh lung thiên, linh lung tiên tử. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Linh lung tiên tử than thở, lại lẩm bẩm. Thất thất, ta chỉ mong lựa chọn như vậy của ngươi là đúng. Nhưng bất quá, ngươi ưu tú như vậy, hắn không thể nào không thích ngươi, mà lại đi ưa thích một nữ tử kém với ngươi sao? Cứ để cho ta biết nữ nhân đó là ai, nhất định ta sẽ giáo huấn nàng ta một chút. Lời vẫn còn chưa dứt, không gian trước mắt đột nhiên lay động, có một cuốn lụa màu vàng bất ngờ xuất hiện. Đồng tử của linh lung tiên tử co rút, vội vã không người, thở mạnh cũng không dám. Linh lung tiên tử nghe lệnh. Cuốn lụa mở ra, đột nhiên phát ra âm thanh. Lập tức tới tự tại thiên, không được chậm trễ. Linh tê đế tôn muốn gặp ta. Linh lung tiên tử sững sờ, không dám vi phạm. Vâng. Linh lung tiên tử không dám nói nhiều, biến mất tại chỗ. Hết chương. Chương 4191, Linh Tê Đế Tôn. Linh lung tiên tử đi theo sau lưng cuốn lụa, đến trước một đại điện mây mù mờ mịt. Tự tại thiên, tự tại thiên cung. Cửa cung đang đóng chặt. Linh lung tiên tử bái kiến Linh Tê Đế Tôn. Linh lung tiên tử ôm quyền khom người, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cửu thiên cửu đế, nghe không khác nhau chút nào. Nhưng thân là đế quân mới hiểu được, tự tại thiên mới thực sự là cường giả, trưởng khống của thần giới,
không người nào có thể so sánh. Không gió, không thanh âm chim thú, không khí yên tĩnh cứ như là cứng lại. Linh Lung tiên tử không dám thở mạnh. Đối phương triệu kiến, mình đi tới, nhưng mà đóng cửa không ra, cũng lại chẳng nói, thậm chí ngay cả lời nói cũng lại chẳng có. Đây là muốn làm gì? Dường như ta đâu có đắc tội qua với vị cửu ngũ chí tôn này á? Linh Lung tiên tử bái kiến, mong Linh Tê Đế Tôn hãy diện kiến. Dừng lại không biết bao lâu, thấy vẫn chẳng có động tĩnh nào, Linh Lung tiên tử lại nói thêm lần nữa. Từ khi ôm quyền khom người, thời gian đã qua nửa canh giờ, tư thế một chút không hề thay đổi. Không phải là nàng không thể, mà là không dám. Lại đợi thêm nửa canh giờ, cung điện vẫn không hề mở ra. Thời điểm Linh Lung tiên tử càng ngày càng bất an, có một thanh âm nhàn nhạt vang tới. Đây là một đạo ý niệm của ta hình thành phân thân, nhường ngươi ba chiêu. Tiếng nói kết thúc, bên ngoài cửa cung xuất hiện một bóng người, toàn thân là áo trắng, thanh đạm và tào nhã, giống như hòa vào bên trong tự nhiên, lại giống như không tồn tại bên trong thế giới này. Linh Lung tiên tử nhảy dựng. Thực sự đâu có đắc tội với vị này á? Tại sao ngươi lại nói là nhường ta ba chiêu? Vâng. Tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng biết mệnh lệnh của đối phương không cách nào có thể làm trái. Hít sâu một hơi, lông mày dương lên. Linh Lung tiên tử vung ra một trường về phía trước. Không gian trước mắt giống như giấy bị xé rách. Không gian xuất hiện từng khe hở đen kịt. Khe hở rơi vào trên thân người bóng áo trắng, giống như là sóng nước đánh vào bên trong đá ngầm, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Một. Bóng người áo trắng mặt không hề cảm khái. Thấy đối phương một chút việc mà cũng không có, Linh Lung tiên tử cắn chặt răng, không còn dám có bất cứ một sự ẩn tàng nào, song quyền đồng thời công kích. Tuy thân là nữ tử, nhưng mà thiên phú và tài hoa của nàng không hề thua tám đế khác. Vân Ly đại đế gặp được cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Lúc này, ra tay toàn lực, hai nắm đấm giống như là cối xay hủy diệt thế giới. Chỗ tới đã không phải là khe hở mà là bụi bặm không gian. Nói cách khác, dưới một quyền, không gian vỡ vụn thành bụi phấn, sinh mệnh bên trong đó không thể nào chịu nổi. Nhưng chẳng qua, thân ảnh đó vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho lực lượng rơi vào trên người, quần áo không có lưu lại dấu vết mảy may. Hai. Bóng người áo trắng tiếp tục nói. Biết chỉ còn lại chiêu cuối cùng, một giọt máu tươi từ bên trong mi tâm Linh Lung tiên tử bay ra, trong ánh mắt thiêu đốt. Sau một khắc, khi tất cả người bạo tăng, lại đập xuống một trường. Lần này so với trường thứ nhất mạnh mẽ hơn không chỉ là một lần, nhưng có điều, không gian không vỡ vụn, cũng không biến thành bụi bặm mà bắt đầu vặn vẹo. Bàn tay rơi vào trên người bạch y, đối phương vẫn không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, người sau ngẩng đầu, âm thanh lại vang tới bên tai. Ba. Lời nói kết thúc, còng ngón tay búng ra một cái. Linh Lung tiên tử lập tức bay ngược ra bên ngoài, người trên không trung phun ra đầy máu, nặng nề té trên đất, khuôn mặt trắng bệch. Một chỉ, trọng thương. Hai người không ngồi chung một khái niệm. Đa tạ, Linh Tê Đế Tôn đã chỉ giáo. Cố nén đau đớn ở trên người, Linh Lung tiên tử không dám nói nhiều, cắn răng hỏi. Không biết là tại hạ đã làm sai chỗ nào? Vị này bình thường chưa từng ra tay. Có ra tay thì là chứng minh không hề cao hứng, tìm người chút giận. Nhưng mà chỉ là ta đến tội cùng là đắc tội với người ở chỗ nào? Người nói để cho ta sửa, không có được sao? Vừa tới đã bị đánh cho một trận tơi bời rồi. Có chết cũng không nhắm mắt hả? Muốn dạy dỗ ta, còn phải tiếp tục tu luyện. Loại thực lực này xa xa chưa đủ. Thân bạch y lại hóa ra một giọt nước rơi trên mặt đất. Đối phương dùng nước tạo ra một phân thân. Một giọt nước làm phân thân đã chiến thắng mình rồi. Vị này quả nhiên là tồn tại đỉnh phong nhất bên trong thần giới, không người nào có thể chống lại nổi. Linh Lung tiên tử thực sự là choáng váng. Giáo huấn ngươi sao? Người lợi hại như vậy, cho ta đây 10 cái lá gan cũng đâu có dám dạy dỗ ngươi á. Rõ ràng là ngươi đang giáo huấn ta mà. Khoan đã. Không đúng. Ta vừa mới đứng đó độc thoại xong, muốn giáo huấn nữ tử mà Trương Huyền yêu thích, liền đã bị triệu hoán tới. Vậy không lẽ... Thân thể đột nhiên cứng đờ, Linh Lung tiên tử rất kinh hoàng. Nếu như nàng đoán đúng, Trương Huyền kia thực sự lại quá nghịch thiên rồi. Thú sủng chính là cái vị kia.
Mà người yêu chính là cái vị này. Thực sự chỉ là thiên thần thượng phẩm đỉnh phong phổ thông thôi sao? Vậy về sau không nên tìm tên này gây phiền phức. Vậy là được. Trong lòng chỉ là suy đoán, không biết có đúng hay không, cũng lại chẳng dám hỏi thăm. Linh Lung tiên tử lần nữa trở lại Linh Lung Thiên. Vừa trở lại cung điện, chỉ thấy một phụ nhân vội vã đi tới trước mặt. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiên tử. Có cái gì vui sao? Vừa bị giết một thần vương phong hào, bây giờ lại bị đánh mặt trước mặt bao nhiêu người, sau đó còn bị Tự Tại Thiên kêu qua đập cho một trận. Ta đang bực mình lắm đây, ngươi chúc mừng cái gì? Trước đó vài ngày, tiên tử là từ thần sơn mang về hai người, một mực mang đi tu luyện. Vừa rồi không chỉ là đạt tới thần vương đỉnh phong, càng đồng thời thông qua đo lường. Phụ nhân vội vã nói. Sao? Thông qua được? Còn mắt Linh Lung tiên tử trợn tròn, vẻ mặt vui sướng. Liên tục bị người ta làm nhục, đó chính là tin tức tốt nhất. Hai người này là nàng bên trong thần sơn tìm tới, vì bồi dưỡng tiêu phí không biết là bao nhiêu. Lúc này đã đột phá, đại biểu cho linh khí thủy triều lần này, Linh Lung Thiên không cần phải tiếp tục bị động như lần trước. Đã có quyền chủ động lựa chọn. Đi qua đó, nhìn một chút. Quét sạch buồn bực trong lòng, nhẹ nhàng vụt qua, lại đi tới trước mặt thời không kính. Từ bên ngoài nhìn vào, đó chính là một cái kính rất phổ thông, nhưng mà trên thực tế bên trong tốc độ thời gian trôi qua đạt tới gấp 10.000 lần ngoại giới. Nói cách khác, từ thần sơn đón hai người này về, đến bây giờ đã qua đến mấy trăm năm. Bất quá, mấy trăm năm, từ vừa mới đột phá thần linh đi đến thần vương đỉnh phong, tốc độ tu luyện đã có thể xưng là rất kinh khủng rồi. Tinh thần khẽ động, hai bóng người trong thời không kính bị mang ra bên ngoài. Đây chính là hai nữ hài, một cái thoạt nhìn hơi có một chút văn tĩnh, một cái khác lạnh lùng như xương, không có bất cứ biểu lộ gì cả. Thời gian trong thời không kính không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên người. Vừa ra bên ngoài, trên người các nàng đồng thời tỏa ra lực lượng và khí tức rất mạnh, tự như muốn xé rách không gian. Dù rằng chỉ là thần vương đỉnh phong, nhưng mà lực lượng lại cường đại hơn thần vương phong hào. Công pháp, tâm tính, không chỗ nào mà không biểu hiện ra, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Càng xem càng ưa thích, Linh Lung tiên tử khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vẻ trông đợi. Các người đều đã đạt tới thần vương đỉnh phong, có thể gánh chịu được lực lượng phong hào. Vậy lại có bằng lòng làm thần vương phong hào của ta hay không? Hết chương. Hết tập 444. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đối Thư Quán trên kênh MC Annie, truyện audio Tiên Hiệp.